ra những phát minh sâu xa vân vân, thì cái thấu suốt và phát minh ấy là phần giải nói đây. Tuy tâm phải lắng mới có được những loại kiến giải ấy, nhưng chúng vẫn thuộc dạng ngôn từ, không phải là những cảnh giới chứng thực của tự tâm. Nói cảnh giới là nói đến sự thâm nhập của bản thân vào những kiến giải ấy. Như đọc kinh thấy từ giác minh. Mình có thể suy luận cái minh ấy là nói về tính sáng suốt của cái giác, cũng có thể là cái giác ấy nó sáng nên gọi là giác minh vân vân đến khi thiền định, thân, tâm, thế giới vân vân. Tất cả đều chẳng còn gì ngoài một thể sáng thanh lương không có bờ mé thì lúc ấy, sự hiểu biết về cái gọi là giác minh mới thật rõ ràng. Kiến giải do tâm lắng mà bật ra đương nhiên có giá trị hơn là những suy luận bằng tri thức vọng tưởng, nhưng chỉ khi tâm chứng được cảnh giới ấy thì mọi luận giải về cảnh giới ấy mới thật sự chính xác. Vì thế giải là thứ cao hơn kiến nhưng thấp hơn chứng. Phần giải hạnh này, ngài Hiền Thủ nói: đối với pháp chân như đã thâm giải hiện tiền là để rõ cái giải thắng khác với địa vị trước nên nói là thâm khác với địa vị sau nên nói là giải hạnh là chỉ cho việc tu hành cũng chỉ cho những việc phúc thiện trợ duyên cho việc tu hành phần tính thành tựu phát tâm trên đã có phần hạnh này rồi các thứ như quán hay dừng siêng năng lễ bái tam bảo đều thuộc về hạnh xong đến đây mới nói giải hạnh vì đây bắt đầu đi vào hạnh chính sẽ nói rõ ở phần sau. Nói thù thắng là so với loại phát tâm trước mà nói. Thù thắng nghĩa là tốt hơn. Tốt hơn, vì về lý thì sự hiểu biết có sâu hơn, về mặt sự thì bước sang giai đoạn tu lìa tướng. Sâu, vì từ cái hiểu ấy, đã có thể tu pháp tương ưng với chân như là pháp tu lìa tướng. Lì tướng là sự tu hành bây giờ không đặt nặng vào những hình thức bên ngoài hoặc chỉ dừng ở mức độ tàm quý hay loại bỏ niệm ác của tâm mà lấy việc phá trừ sự sanh khởi của tâm làm chính để đưa tâm trở về chỗ vô trụ của nó. Tâm mà vô trụ thì đương nhiên phải lì tướng. Lý và sự đã có phần tương ưng. Không như ở hạng trước, hạnh tu vẫn còn trụ ở sắc tướng như kính Phật, cúng dường tăng vân vân. Tu một vạn kiếp thì tính tâm thành tựu gần hết một A tăng kỳ mới bước sang giai đoạn giải hành phát tâm. Tròn một A tăng kỳ mới bước vào sơ địa. Dưới là nói về chỗ hành của hạng giải hành này. Chánh văn. Vì biết pháp tánh, thể nó không sang tham nên tùy thuận tu hành, bố thí ba la mật. Vì biết pháp tánh không nhiễm, lìa lỗi ngũ dục nên tùy thuận tu hành, giới. Ba la mật. Vì biết pháp tánh không khổ, lìa sân não nên tùy thuận tu hành, nhẫn nhục ba la mật vì biết pháp tánh không có tướng thân tâm, lì giải đãi nên tùy thuận tu hành, tinh tấn ba la mật. Vì biết pháp tánh thường định, thể của nó không loạn động nên tùy thuận tu hành, thiền ba la mật. Vì biết pháp tánh, thể nó sáng suốt, lì vô minh nên tùy thuận tu hành, bát nhã ba la mật. Giải thích Vì sao tu sáu thứ này? Vì sáu thứ này đối trị hết thảy những gì làm chướng ngại chúng ta thể nhập lại Phật tánh của mình, nên nói vì biết. Cũng không ra ngoài tham, sân si danh lợi ăn uống ngủ nghỉ của người đời bố thí nêu trước trí tuệ nêu sau là đi từ thô lần đến tế thứ gì cũng muốn thủ về mình gọi là sang tham do bất giác mà sanh phân biệt ta người xấu tốt nên mới có sang tham nếu không bất giác thì không có sang tham vì sang tham biểu hiện cho việc ta không sống được với pháp tánh của mình nên dùng bố thí đối trị cho sang tham Bố thí là cho đi hoặc không có tâm chấp thủ. Giới là chỉ cho những chủng tử trong thức tạng. Những chủng tử này một khi đủ duyên sẽ thành hành động tạo nghiệp. Nghiệp ác thì chịu quả xấu, nghiệp lành thì chịu báo tốt. Như người huân tập chủng ái dục nhiều thì thấy sắc là hồn tiêu phách tán, quên hết mọi chuyện. Người mà chủng tham lam nhiều thì thấy của là động tâm, bất kể nhân quả. Giữ giới chính là giữ những cái chủng ấy không để chúng phát tán thành tội lỗi cũng không dính mắt vào thiện nghiệp cõi trời người. Giới tướng là phần giữ giới thô. Giới tánh là phần giữ giới tế. Giữ được như thế gọi là không nhiễm. Giới có thô tế nên nhiễm cũng có thô tế. Với giới tướng chỉ cần tướng không nhiễm là giữ được giới. Với giới tánh thì phải giữ được sự phát khởi của tâm mới gọi là giữ được giới. Tùy thuận tu được hạnh này thì vừa trị được bệnh tham, vừa trị được bệnh sân. Ngũ dục là chỉ cho năm trần cũng chỉ cho tài, sắc, danh, ăn uống và ngủ nghỉ. Gọi chúng là ngủ dục khi mình có tâm dính mắt hay mê mẩn đối với chúng. Giấc sớm là giấc ai cũng tréo chân ngồi thiền, mình thì ngủ gà ngủ gật là đang thực thi một trong năm thứ ngủ dục ấy. Ăn để mà sống, nhưng mình thì sống để mà ăn, truy tìm món ngon vật là sáng tạo ra muôn thứ. Là một hình thức của thực dục. Nhẫn, dùng để trị bệnh sân. Pháp tánh tịch diệt thanh tịnh nổi giận là trái với pháp tánh nên dằn lại không chửi bới cũng không hô tay múa chân gọi là nhẫn đây gọi là nhẫn thô gặp duyên tâm khởi niệm ngay khi niệm xuất hiện mà thấy được chiếu phá lập tức không để tâm bừng bừng loạn khởi gọi là nhẫn tế thô thì phân giới và nhẫn tế thì hai thứ ấy không khác làm việc gì mà không tin tấn thì không thành công nên tin tấn cũng là một trong sáu độ ba la mật vì biết pháp tánh không có tướng thân tâm lì giải đãi là dùng tinh tấn để đối trị cho cái giải đãi này. Thân tâm mình đây luôn có tật làm biến đối với việc tu hành. Ngồi nói chuyện không đâu thì bao lâu cũng được, nhưng tréo chân ngồi thiền nửa tiếng là than ngắn thở dài, kêu nhức kêu nhối. Cái thiếu tinh tấn là do từ thân tâm này, nhưng thân tâm này chỉ từ vọng tưởng mà ra, nên nói biết pháp tánh không có tướng thân tâm. Biết như vậy để đừng bi lụy, đừng để nó sai sử mà trễ nải việc tu hành cái biết như thế là một phép quán thiền, để thân tâm trở về với cái tự định tự tịnh của pháp tánh. Gọi là tự vì pháp tánh vốn vậy. Chỉ do vô minh mà mất định, mất tịnh. Mất định, mất tịnh thì vô minh càng nhiều. Thiền là chỉ cho pháp, chỉ quán song tu, ở phần tu hành tính tâm nói sau. Phải là thứ thiền ấy mới đạt được bát nhã ba la mật. Phải là bát nhã ba la mật mới phá được phần căn bản vô minh, là đầu mối sanh ra tướng thân tâm thế giới hiện nay, mà thể nhập hoàn toàn với pháp tánh. Bát nhã có ba thứ là văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực tướng bát nhã. Bát nhã mà toàn là văn với chữ thì gọi là văn tự bát nhã, là chỉ cho mấy trăm cuốn bát nhã dài thậm tha thậm thượt đọc cả đời không hết đó. Quán chiếu bát nhã, không còn nằm trên giấy mực nữa mà phải thực hành mới có. Đụng duyên nổi sân mà suy nghĩ, cuộc đời như bóng huyễn, người với mình không khác, chỉ vì những thứ ngu si này mà trôi lăn mãi trong khổ não hoặc nhớ lại lời hòa thượng dạy tất cả là vọng buông đi nhờ những suy nghĩ ấy mà cơn thịnh nộ lụi tàn là mình đang thực hành quán chiếu bát nhã nói chung dùng những suy nghĩ thuận với pháp tánh chân như thuận với sự thật của cuộc đời để phá trừ tham sân si đều gọi là quán chiếu bát nhã phần quán chiếu này có thô và tế gọi là thô khi việc quán chiếu còn có tướng suy nghĩ như đã nói trên nếu không cần dùng đến sự suy nghĩ, chỉ cần biết mà niệm liền mất thì thuộc quán chiếu tế. Tế này còn có tướng tế hơn. Thật tướng bát nhã thì không còn phải dùng đến quán chiếu bát nhã nữa. Còn thấy mọi thứ là thật thì mới phải quán chúng là vọng để không theo. Đúng vọng rồi thì theo hay không theo gì nữa. Như thế là như thế. Cái trí biết như thật thân tâm này là tướng vọng tưởng, không cần đến quán chiếu nữa, gọi là thật tướng bát nhã phải từ địa vị bát địa trở đi, loại bát nhã này mới tròn đầy. Ở địa vị Phật mới thật là rốt ráo. Ba la mật, nghĩa của nó là cứu cánh, đến bờ kia hay độ vô cực. Sáu thứ trên được gọi là ba la mật khi những thứ ấy đưa người tu đến bờ giác ngộ rốt ráo. Theo kinh giải thăm mật, muốn gọi là ba la mật thì phải hội đủ năm nhân duyên, không nhiễm trước, không luyến tiếc, không tội lỗi, không phân biệt, hồi hướng chân chính. Như bố thí, thì có bố thí tài, bố thí pháp và bố thí sự không sợ. Không nhiễm trước nên không vì danh, lợi hay vì phúc báo trời người mà bố thí. Không luyến tiếc vì dù là thân mạng chăng nữa, nếu cần thí xã thì thí xã ngay, thí xã rồi thì không luyến tiếc. Không tội lỗi là khi thí xã không phạm những lỗi như khinh mạng, chửi mắng, sân hận. Không phân biệt nên thí xã không kể thân hay sơ, giàu hay nghèo, nên hay không nên hồi hướng chân chính vì tất cả những việc làm ấy đều hồi hướng cho vô thượng bồ đề hội đủ những việc như vậy gọi là bố thí ba la mật tùy thuận tu hạnh ba la mật là lấy những hạnh ba la mật đó làm chỗ hướng đến nói hướng đến vị lý thì thông nhưng sự không phải một bước làm được liền đây là do tập khí bao đời chưa xong như phần bố thí ba la mật nói trên không phải chỉ muốn là có thể đầy đủ ngay năm nhân duyên trên mà phải từ từ nên nói tùy thuận thứ gì ngoài thân bố thí được thì bố thí trước rồi từ từ đến những cái gần gũi hơn bố thì mà thân tâm khởi lên điều gì khiến mình phạm vào nhân duyên không tội lỗi thì biết mà buông đi chưa buông được thì quán thế nào đó để buông cho được cứ vậy mà xả bỏ lần từ cái thô đến cái tế từ việc chưa làm được đến khi làm được hoàn toàn đó gọi là tùy thuận tu hạnh ba la mật